Chào buổi chiều ngày 28 tháng 6 2023, anh em cô chú ơi, mời anh em cô chú uống ly trà múc câu. Cái cảm ơn anh em cô chú đã quay trở lại xem phụ tùng Honda Tí Hon đang bày bán tại gần chợ Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi. Cảm ơn dầu nhất Tutan anh em cô chú đã tài trợ phụ tùng Honda Tí Hon bàn ghế uống trà cũng như là bản quảng cáo là cơ sở vật chất. Chúc tất cả anh em cô chú cũng như là anh em làm bên dầu nhất thôi ta luôn luôn gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc, như là dồi dào sức khỏe, phát tài anh em cô chú. Giờ mình có vài món đồ lẻ lẻ nè anh em, nó dốt dốt rồi nó đẹp căng cũng có, mà nó hơi tệ tệ cũng có anh em cô chú. Mình vô ly tà một câu anh em, mình sẽ sôi liền để mất thời gian anh em cô chú ơi. Đây nè, có hai cái dĩ này bô nè anh em cô chú, có chiếc 2016 đẹp căng chứ rồi anh em. Nó bị lỗi cái ống tiêu anh em cô chú. Giờ bán cái phần mà ấm cái dĩ cho anh em xài, anh em nào chơi chơi. Cái này với cái dĩ cổ bô luôn là 250.000 anh em. Nhìn nó anh em thấy nó nước xi thì nó phẳng như tờ anh em. Tưởng đâu nó đẹp mà ai ngờ ve chai, cái bô thiệt tình, bô ve chai anh em ơi, nó hư ống tiêu, nó sập ống tiêu, nó kêu rỗng rỗng tổng rồi. Bán cho anh em cái tặng cho mấy con ốc này luôn. Dĩ, dĩ trước, dĩ sau, trong ngoài đẹp, phẳng lặng như tờ anh em cô chú. Không có gợn sóng ba đào, không có móp méo gì hết. 250.000 anh em. À, dĩ trước nè, có hai ốc luôn nè anh em ơi. À, không có gì để soi kỹ ăn, lướt qua cái cho anh em xem. 250.000 cho hai cái dĩ, 4 ốc. Rồi, tiếp theo vô cái cặp hụt của quay ếch anh em cô chú. Cặp hụt này nó tây căng anh em, xuất sắc luôn. Có một cái hơi nó hơi yếu, anh em về vô nhót với thai phót rồi lại. Yếu một cây còn cây đẹp. Cây nào đó quên rồi. Chúng còn đã quá nè anh em, nhưng mà do nó mình chai mình thấy hơi nó không giữ vô nhớt lại. Cái này nhiều khi anh em thay phốt anh em làm cũng được chứ có gì hết, nhưng mà thầy thợ ta làm phụ chuyên nghiệp thì nó hay hơn anh em. Mở cái này ra, đè này xuống cải phe, đè sát xuống dưới, chế nhớt đầy, rồi anh em rút lên anh em gàn, anh em gài lại xong mà anh em mới lỡ tở ngược lại bề này anh em, mở ốc này lỏng ra, đè sát xuống dưới luôn cho xì hơi ra hết, dặn cứng lại là phuộc đi rất là ngon. Từ 67 cho tới các đời xe anh em cứ gùng sát xuống, anh em dặn cứng lại là vô địch. 67 đè xuống vậy, mở hai ốc, mấy xe mà ốc tên nó dễ anh em, đè xuống siết lại. Còn xe ốc dưới thì lật ngược nó lại, dặn nắp bình xăng cho cứng, lật ngược nó lại, mở ốc này lỏng ra, lật ngược đè sát xuống dưới, dặn cứng lại, xả hơi. Có nhiều chiếc xe mô tô mấy anh em thấy họ chế cái xúc bắp xe Honda đây, họ khoan họ chế nè, họ đè sát dưới cái họ lấy đồ họ xả xúc bắp cho xì hơi cho hết, nhúng ngon lắm, nó không có thải lên nè. Cặp này ti căng luôn nè, nước sơn gì nó dốt dốt vậy nè. Phá anh em cô chú bốn tâm, nếu mà làm phốt rồi lại nước sơn ghim nè, mình thay phốt lấy hơi nhớt rồi ngon lành hết. Ở đây thợ bỏ tiệm phục hồi làm nha, chứ khoái nhà tự làm. Anh em ta ăn 100.000 mối á, còn chỗ lạ thì nó hơn anh em. Là bán anh em 500 là mình làm sẵn sàng hết, chạy bảo đảm anh em là chạy chất lượng luôn, về mà chạy không vừa ý. Đền cặp khu khác bãi tâm cho anh em cô chú, nếu mà anh em mua 500 á, mình làm sẵn. Anh em thầy thợ chuyên nghiệp họ làm phuộc hốt của họ đông tài lắm anh em, họ làm dữ lắm. Còn hốt mình mua ở chợ về mình đóng vô không bằng anh em cô chú. Cái chân ba nè anh em, hết thế chân ba nè, trời ơi nó như thế này nè anh em. Và cái chọc cái chén này không có bông mà nó bóng vậy nè anh em, nó hơi ố là cái tay mình vuốt vuốt anh em coi nó bóng nghe chỗ chén nè, có đạn rồi luôn ha anh em, tán nữa nè. Chiều ánh nắng quá biết anh em xem rõ không, có gì thông cảm anh em, mà đồ này nó đẹp quá anh em cũng không có cần phải coi chi kỹ ăn mấy cái món này, do ánh nắng dạ vô anh em cô chú. Chứ giờ
thông cảm với nhau mà sống anh em ơi, chứ bây giờ đợi cái lúc hoàn cảnh nó, trời nó đẹp, hoàn cảnh đẹp thì đợt mưa anh em ơi, lén lén coi như ổng nắng lên là quốc đại, chứ giờ đẹp xấu gì phục vụ anh em cô chú cho nó có clip chứ còn vô hương rồi. Ở đây ngày nào cũng mưa tối tời hết anh em cô chú. Chấn ba này là 350 luôn anh em, mà bán cho anh em 300 đi, bớt anh em 50.000 cái tiền ship nặng anh em cô chú. Chấn ba quá tài căng anh em cô chú, từ đầu tới đuôi nước sơn ghim đen mung luôn, không có tóc chỗ nào hết anh em thấy. N L T L N nè anh em, thấy không? Mực nè, từ chân tơ kẻ tóc anh em thấy không? Ốc tán nè, ốc nó màu trắng vàng luôn anh em, không có xanh đó anh em. Nè cái ốc găng nè, không tì vết anh em. Tới anh em 300 thôi anh em cô chú, bị nó nặng quá trời nặng, cây này nó dày dữ lắm anh em, cái môi này cái môi dày nữa nè anh em. Nè môi là môi dày, mà nếu môi ngắn thì rẻ hơn nè, môi ngắn nó chạy nó không đầm bằng anh em cô chú. Rồi tiếp theo cái bộ ghi đông quay ớt đi anh em cô chú. Quay ớt này giữ cúp C1 anh em, đồ đẹp ạ. À. Ốc nó trắng nè. Cái ghi đông quay ớt qua kia mình tháo có 200 mà nha, cây này tới cây này 250 anh em cô chú. Trắng. Hết thế không? Dây e là kéo bài bản luôn nè. Ốc tán nè. Gù nè. Gù không mớp méo luôn anh em. Dây ga nè. Tắn luôn. Gù bên đây cũng không mớp méo luôn em cô chú. Dây ga, dây e với gù rồi dính sẵn sàng vậy cho anh em luôn. Ta cần kéo e cũng có luôn. Ốc xỏ ngang cũng có luôn. Tất tần tật. Cùm mẫu ga cũng có luôn, mà đồ này căng anh em, đồ này là đẹp xuất sắc luôn á. Đồ giữ cúp C1 anh em, giá 250.000. Mấy cái quay mấy cái đồ đẹp trước anh em, mấy cái đồ xấu xấu đi cho nó tống chỗ bớt cái. Đây. Cái cùi dĩa quay A 2017 nè anh em. Bông mai mấy anh em nào đi gặt te kiểu đi cái này vô đẹp. Cái này gắn cho quay quay A nha anh em, chứ quay nhỏ chứ phu 1 nó không vừa nha. Cái này anh em cô chú gắn từ quay A từ 2006 tới 2023 luôn, xài chung luôn anh em. Đẹp xuất sắc 100.000 anh em cô chú. Nó y vậy đó, có canh tông canh ngoài bạc đạn. Hot green bạc đạn green. Mới ken luôn, cái này là số 2 anh em, còn cái số 1 nữa kìa. KWB18 từ 2 nè anh em. Không có 48 anh em. Tán họ mới gắn vô nè bây. Tiêu. Quá đẹp. Cái màu nhựa, cái màu nhôm trắng không có rửa. Màu ghiên của nó, màu phấn son. Cái ghiên của nó chứ không phải phấn son anh em. Cái màu đặc trưng của nó vậy. Đẹp. Tâm gửi chứ tâm người ta. Bán lỡ nói tâm rồi quá. Nói nhiều là bán nhiều nè bây. Cái cụ này 200 nè anh em có chú. Cụ này 20 của quay A nè. Cụ này 4 cao su căng đét luôn. Bốn cao su này dữ dằn lắm anh em. Bốn cao su này anh em nên xài gin đó, đừng xài lô. Nó đỡ hư nhông sên dĩa nè, nó đỡ phá nhông chuông nồi nè, đỡ phá nhông hú với nhông chiền nồi. Nó im nó đàn hồi được. Có một số anh em thấy cái dĩa mình lỏng chạy tới chạy lui đè chim lại anh em sai lầm á. Để cho nó sống về đặng cho vô số cái nó nhịp cái dĩa về mà nó không có nhịp cái nhông hú ở tông, không có nhịp cái máy. Nó không có giặt nhông sên dĩa mình nó đỡ mòn, đỡ hư anh em cô chú. Ghiên của nó lúc nào nó mần cái vô anh em thấy cái cùi dĩa nó phải chạy tới chạy lui miếng vậy đó. Cái này hôm đó cái bộ nhông sên dĩa nó còn ghiên mà quên để cho anh em chơi sưu tầm khỏi tháo ra luôn. Dĩa bộ sên dĩa còn mới tinh. Cái cùi này 200 là có canh tông canh ngoài. Có ống chỉ luôn, bạc đạn ghiên theo xe luôn anh em, cùi số 1. Xuất sắc. Bốn cao su cặn tặng kèm theo luôn anh em cô chú. Anh em nào mà chơi hàng sưu tầm thì chơi cái này. Tại vì cái này là anh em gắn vô nó chuẩn lắm. Mấy cái đồ mới này nè, nó không có quan, nó không có co thang thắt đó, không có dòng thẳng, dòng dùng. Cái bộ nhông sên dĩa mình xài nó rất là im và nó bền anh em. Còn cái này mà nó già quá, nhiều khi đóng sơ mi rồi anh em nên bỏ đi, đừng đóng sơ mi. Đóng vô chạy nó dòng thẳng, dòng dùng, nó lắc gì nó mau khóa nhông sên dĩa mình đó.
Rồi, vô cái đồng hồ phu 1 đó anh em cô chú. Cái đồng hồ phu 1 này tình trạng nhúng nhảy ngon lành. Bao anh em cô chú là công tơ mét lên đồng. Cái công kim xăng cũng lên chuẩn luôn. Dây dắt ngon lành cành đào hết, không có đứt chỗ nào hết. Có con dây này người ta tách nó ra đặng người ta chơi cái đèn led, anh em về máy nối vô đây nè. Anh em thấy màu vàng không? Anh em về xài đèn máy thì anh em nối vô xong chứ nó không có đứt. Tại ta tách ra ta nói vậy đó, còn anh em nào xài đèn led thì để dây đấu vô dây bình. Vàng dưới cực kỳ luôn anh em cô chú. Nút chốt đồ y nguyên hết, giá 400 anh em cô chú. Có ông anh thì hôm nay cái này nó cắn vô ghi đông miếng mà dây ở top không sao hết anh em. Hơi tóc vỏ chứ chưa đứt. Dây lửa bình vô ếch tóp màu đen, dây xanh sọc vàng rồi ếch tóp đi ra, đi thẳng về phía sau. Bốn tâm anh em một chút, khá lắm. Nói chung là chững chạc. Hay có một cái là nó công tơ mét nó lên đồng với kim xăng rồi nhảy ngon. Cái đồng hồ của cái này mùa xương anh em phơi khô nó hết. Cái đồng hồ quay ếch đẹp. Kiến coi răng răng theo năm tháng. Nhưng mà ở ngoài ở trong này thấy vậy chứ ở ngoài thấy không nhiều anh em, đẹp lắm. Giá 350 ngàn anh em. Cái này nó hơi hiếm anh em mà nó đẹp. Cái dắt của cái cục chóp thì nó bị gãy mà không sao anh em, cái này không có quan trọng. Cái chui cái dàn dây điện của nó xuất sắc anh em. Không có đứt mẻ cái nào đó. Chưa có phân hủy cái đuôi đèn nữa nè. Còn chắc lõi. Có chữ Honda đây nè anh em cô chú. Đúng đồ theo xe luôn anh em cô chú. Honda nè. Ốc tán tán tư luôn anh em ơi. Đã quá, đẹp quá anh em cô chú. Chùi. Cái này không có còn dẻo nhẽo quá anh em. Mấy cái chốt này rồi anh em ta lấy ra không có bể gãi gì hết. Chùi thẳng trưng bóng mũi lướng chưa có phân hủy anh em. Cái này mà nhìn nó móc cài rồi nó xuống màu nó phân hủy. Này nó còn non nhẫn anh em chứ. 350 ngàn cho cái đồng hồ quay ếch, quay gờ ếch xài chung anh em chú. Ở tình trạng đẹp căng. Bao anh em là đẹp. Bao anh em nhúng nhảy ngon lành hết. Rồi tiếp theo cái hai cái cản đi anh em cô chú. Hai cái cản tài sách, cái cản này nó bán cho anh em cô chú ship shop nào. Cái này anh em nào quen thì mình ship code, còn không quen thì anh em bỏ qua anh em ơi, chứ bán code code anh em không nhận, chán quá chán, mệt quá mệt anh em cô chú. Anh em nào quen thì rồi gửi bữa nào tính cũng được, hay là thu hộ cũng được. Anh em lạ chờ mua chuyển khoản mình mới bán được, chứ không có ít ít chứ không có, anh em không nhận cái đem tải về chứ không có quan trọng. Mình bán đồ là không có quan trọng tiền ít tiền nhiều, mà quan trọng là anh em nhận vui vẻ. Chứ anh em không nhận nó kêu bằng cái gì ta bơm hàng á, trời ơi thứ đó nó rắc rối cả hai. Bây giờ anh em mua món 5.000 2.000 tôi cũng bán cho anh em bình thường vui vẻ, con ốc con tán cái lồng đền vậy đó. Nhưng mà quan trọng là anh em nhận cho anh em luôn 5-3 ngàn, không lấy tiền gửi cho anh em cũng được nữa, chứ không có buồn. Mà buồn cái là không nhận mới buồn. Cái cản này nó đẹp như thế này nè, nó có mòn mòn nhưng mà nó chất lượng lắm nè, cài ải đã luôn. Bán anh em 50 ngàn cho cái cản này. Anh em cô chú 50 ngàn anh em cô chú ơi. Em quay hết ghim theo xe, nói chung cũng còn đẹp lắm, gai sần cũng còn nè anh em, nhưng mà nó mòn nè. Phơm dán thì chuẩn, không có bị lỗi. Còn cái này của quay A2016 nè. Xe căng với hổm nè anh em cô chú. Gai sần nhám cào luôn. Cản này thì hết thế rồi, 150 ngàn anh em cô chú. Cái này mình ghi mấy dưới nha anh em, về gáp vô không ai thấy nha. 150 ngàn anh em cô chú ơi. Tiền ship anh em tự trả, tại đồ đẹp rồi nó hơi mắc. Rồi cái tiếp theo cái cây gấp với cái bọc sơn của quay ếch nè anh em cô chú. Bọc sơn này tình trạng cái này anh em ta mua rồi nè, nhưng mà tháo ra nó có lỗi cho nên mình trả tiền là anh em ta. Nó đẹp, gạt te thì đẹp.
Phía dưới hơi móp nhẹ đây xíu nhưng mà không sao. Mía tên chuẩn anh em. Mía tông cũng chuẩn luôn. Mía tông. Cái bộ gấp gạt te này hôm đó 5 tâm á, anh em ta chuyển tiền luôn rồi mình phải tả lại anh em. Là lý do nó có lỗi gấp tí xíu. Giờ bán cho anh em có lỗi bán cho anh em 4 tâm thôi. Bọc gạt te thì nói chung thì tương đối hoàn hảo anh em. Chung khá. Chơi xe mọc mọc thì cỡ mười mấy triệu thì phải gu anh em cỡ chục 12 triệu ngon lành. Cái gấp thì anh em thấy mé tên thì rất là đẹp. Nhìn về ai biết ha. Nước sơn nhìn phẳng lặng, phẳng như tờ luôn anh em. Bốn lưỡng. Quay ba giáp dòng hết cho anh em coi. Bốn bát cạc tè, cứng đơ luôn. Chưa có tu găng, chưa chế cháo gì hết. Mấy dưới này bị lỗi tí xíu. Tí xíu xìu xìu anh em về chấm vô đá hay là không chấm. Anh em gáp xe bán, anh em để về anh em vô cũng được mà. Xe bán người ta thấy nứt ta buồn. Tí xíu để anh em hàng vô đá lại. Rửa ra mới thấy nè. Nhân nè. Một chỗ này nè. Thấy đọc không? Chỗ này lý do cái miếng bao sơn nó bao lại mình không thấy anh em, tháo ra thấy. Anh em nhìn thấy ha. Khu vực đó. Anh em chấm vô đá lại anh em cô chú. Cái bộ này bán cho anh em gấp bọc sên này và bán cho anh em giá hữu nghị 350.000 thôi. 350.000 nha cô chú ơi. Gấp các te luôn. Rồi tiếp theo cái bộ gấp với gạt te phu 1 anh em cô chú. Anh em nào hư cái miếng tên này mua cũng được ha, miếng tên đẹp cực kỳ luôn anh em. Không có nứt mớp méo thẳng mà miếng dưới nó bị nứt xíu ngay cái bát ốc gạch tè. Anh em về có hàng gông hàng mé tông cũng được, anh em không có hàng gông nó không trái, anh em hàng vỏ đá trái sơn lắm, phơm dán chuẩn, mé tông cũng đẹp nên anh em bị nứt chút xíu cho đó, mé dưới đẹp. Tương đối khá sơn ghim nè anh em, có lót xám tông. Nhìn chung chung thì gắp xe dốc dốc như anh em vô ghim lùng nè, với anh em vô cái quay nhỏ nè. Là đi đồng đi nhậu được anh em. Đi nhậu này chứ đi đồng cũng phải chắc chút, nhậu lỡ có bị mấy đại ca thổi. Anh em canh sao mà giờ phạt 7 triệu rưỡi tới 8 triệu rưỡi anh em ráp xe chừng 2 3 triệu anh em đi nhậu. Chỗ này cũng bị xíu ở chỗ đó luôn. Anh em về hàng chỗ đá lại ha. Còn cái gấp này thì chuẩn ngon lắm mà bị cái lỗi vậy đó. Chút rồi đó. Bán cho anh em cái bộ này 250.000 anh em. 250.000. Đó, 250.000 anh em cô chú. Có số anh em thắc mắc đấy, ông vẽ cái gì lạ quá, không phải. Cái vàng thợ mối của mình đây nó nhìn vô biết giá nhiều liền anh em, không có chối cãi được. Chứ học trò mình nó nhìn vô biết liền à. Chứ cái này thầy thợ ta yêu cầu anh em, chứ ghi cái số tiền lên đây, nhiều khi về thay lại tiền xăng dầu xe pháo ngựa di chuyển rồi tính khác giá, anh em khách hàng người ta thay người ta hoang mang, giá bảo mật cho thợ. Đẹp ha anh em, quá đã. Gấp nẻ tên nhìn xuống thì nhìn nó phẳng như tờ thiệt chứ, tưởng đâu nó đẹp ai ngờ que chai thiệt. Đây nè, tem 202. Hết biết cái gấp này ai mà ngờ nó ve chai hết phương không. Nhưng mà không sao, anh em cứ về chấm mấy dưới này lại rồi anh em bị nó cản cái miếng này không thấy nè. Cái miếng tân sơn này độc thiệt chứ, cái miếng này nếu mà tôi thấy tôi mua cái xe này dễ gì tôi mua mấy tôi từ tiền lại. Đấy vậy cái xe nội soi anh em thấy nó khác, xe mà mua bán nguyên xe nó khác.
thì mua bán đồ món lơ tơ mơ lỗ chết luôn, nó lỗi tùm lum về sao bán. Xe này cái thùng xăng khu một này cái ống nó dẻo nhẹo luôn em, tấn tư đã lắm, mềm xèo, lục lục xăng gin luôn em. Mực nhà máy nữa nè anh em cô chú, ngay dưới anh em thấy là không có xét một lũng gì hết, đã còn thẳng lặng luôn. Mấy tên nước sơn cũng còn khá tấp xíu chỗ này, thấy là báo xăng còn màu vàng luôn nè. Em coi tông cái nắp nó không đẹp nhưng mà bên tông nó tắn tươi nè anh em cô chú. Đó. Em thấy không? Đẹp lắm. Thôi nó chắc anh em về gắn vô xe quay nhỏ đi làm anh em, nó đấu xe 1 được, anh em cho nó đấu xe 2 mình bán cái giá anh em 200 ngàn thôi. Báo với nắp với ống là full vậy luôn anh em cô chú, 200 ngàn. Anh em mua đi xài cái phôi nó chắc anh em sơn còn lại. Rồi cái co bue với cái bue nè anh em của quay ớt ha, mới tháo hôm qua nè anh em. Quá đẹp. Vàng khè luôn anh em thấy không? Còn mềm xèo luôn. Phơm dán chững chạc ngon lành, màu chưa có móc. Cái này mà nó ngã tắn tắn xám xám to rồi là nó phân hủy anh em, nó còn đen mung mà không sao á, còn ngon. Cái ống hơi của nó cũng đã nữa nè. Dẻo nhẹo. Có xăng anh em. KTL anh em cô chú. Máy mới tháo là cái gòn này nó ghim luôn. Tặng anh em thêm cái kèm theo cái bát giữ ống xăng với hai ống. Giá 200 ngàn anh em cô chú. Rồi, video này cũng hơi dài, anh em cô chú theo dõi ngày mai bằng mỗi giá cỡ nào mình cũng bằng thịt chiếc 2016 để phục vụ anh em cô chú ơi. Chứ còn nợ ông anh kia cặp bánh, ông chuyển tiền rồi mà hứa ông hẹn cứ nửa ngày, ngày nữa là nửa ngày hoài anh em. Lý do mưa gió kiệt sức anh em cô chú, chịu không nổi đường dài anh em ơi. Có anh em nào ở khu vực đây biết làm xe rồi, biết làm siêng năng phụ tháo, phụ rửa rồi. Mình vô đây phụ với mình cần tìm người đó anh em cô chú, tiền cà phê cà pháo nào gửi anh em cô chú ơi. Một mình làm không xế, xe thì nó về tùng tùng đẹp đẹp luôn mà phục vụ anh em cô chú không nhiều được, hai ngày mới nổi xe, phải có người phụ là mỗi ngày một xe, mỗi ngày một xe là tháo đã luôn, bán đã luôn anh em cô chú. Cảm ơn anh em cô chú đã đăng ký kênh, đã theo dõi, đã giới thiệu cho nhiều người cùng xem á. Chúc anh em cô chú, chúc mọi người luôn luôn sức khỏe, luôn luôn phát tài, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Chào anh em, chào cô chú.